Nhận định bóng đá Việt Nam Indonesia giải mã hiện tượng phải giành 3 điểm. Nhận định về bóng đá Việt Nam Indonesia tối ngày hôm nay 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6, vòng loại World Cup 2022, trước một đối thủ có năng lực gây bất ngờ, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải có những tính toán cặn kẽ. Indonesia cho thấy kết quả giao hữu toàn thua của họ trước Afghanistan 2-3 và Oman 1-3 không nói lên nhiều điều. Đội bóng của huấn luyện viên Shin Tae-jong đã có một màn thể hiện vô cùng chất lượng trước Thái Lan dù đã hết cơ hội lọt vào vòng sau. Ở một trận đấu mang tính chất quyết định với vòi chiến, đội bóng xứ đảo hai lần bị dẫn trước nhưng đều kéo được đối thủ về vạch xuất phát. Viên Park Hang-seo đã có mặt để dự khán trận đấu trên và hắn, ông người thầy Hàn Quốc đã nhìn ra được một vài điểm quan trọng để đối phó với huấn luyện viên đồng hương ở bên kia chiến tuyến. Indonesia cho thấy năng lượng dồi dào từ các cầu thủ trẻ, khả năng phản công vô cùng sắc bén với bệ phóng là hàng tiền vệ, cùng với đó là tinh thần cống hiến hết mình. Indonesia làm đúng như những gì đội trưởng Evan Dimas phát biểu trước khi loạt trận đấu còn lại của bảng G diễn ra, rằng họ sẽ đến UAE để thể hiện mình chứ không phải nghỉ dưỡng. Nếu cứ chơi như trước Thái Lan, Indonesia hoàn toàn có thể sắm vai kẻ định đoạt số phận các đội còn lại trong bảng G. Thậm chí huấn luyện viên Shin Tae-jong còn hứa hẹn sắp đặt một vài thay đổi để khiến Việt Nam bất ngờ. Tuy nhiên, Việt Nam lại là một thử thách rất khác so với Thái Lan. Với vị thế đầu bảng, tinh thần nên cao, cùng dàn cầu thủ đang đạt độ chín, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể gây ra những khó khăn rất khác cho Indonesia so với Thái Lan. Trong một đội bóng đang có được sự hưng phấn như Indonesia, khả năng cao thầy Park sẽ muốn đảm bảo sự chắc chắn ở đầu trận và sử dụng lối đá phản công lấy độc trị độc trước Indonesia. Khả năng kiểm soát bóng của Indonesia không phải là thứ khiến Việt Nam phải lo lắng. Trong khi hàng thủ 5 người, 3 trung vệ và 2 cầu thủ đá biên cùng 2 tiền vệ ở giữa sân của đội tuyển Việt Nam sẽ khiến Indonesia khó trong việc triển khai bóng lên khu vực 1/3 cuối sân. Hai ngoại lộ đáng chú ý của Indonesia là cầu thủ chạy cánh Egy Maulana và thủ quân Dimas. Vị trí của Egy chính là khởi nguồn cho hai bàn thắng của Indonesia trước Thái Lan. Đáng chú ý, Egy thường xuyên di chuyển vào trung lộ chứ không bám biên. Dùng những cầu thủ đá giữa có khả năng đeo bám có thể giúp đội tuyển Việt Nam hạn chế được hai cái tên này, qua đó giải mã được mặt trận tấn công của đối thủ. Trong khi đó, hàng thủ của Indonesia đang tỏ ra không phải là tuyến mà họ tự hào nhất. Hai bàn thua trước Thái Lan cho thấy hệ thống phòng ngự của Indonesia không có sự bọc lót. Bên cạnh đó còn thường xuyên để lộ khoảng trống cho các tiền vệ Thái Lan suốt. Khu vực 1/3 cuối sân này là nơi mà Quang Hải rất ưa thích và anh hoàn toàn có thể tỏa sáng nếu có cơ hội. Quyết tâm của thầy Park là điều dễ hiểu, một phần bởi sự đối địch thú vị với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến. Thời kỳ còn làm huấn luyện viên ở Hàn Quốc, Shin Tae-jong từng có 10 lần đối đầu với Park Hang-seo, chiến lược gia 51 tuổi, có thành tích tốt hơn khi thắng 8, hòa 1 và thua 1 trước người đàn anh. Trận này, ông Park sẽ chứng minh vị thế bây giờ đã khác. Dự đoán Việt Nam 1-0 trước Indonesia. Tình hình lực lượng Việt Nam vắng Trọng Hoàng, Đình Trọng, Treo Giò, Văn Hậu bỏ ngỏ khả năng ra sân. Indonesia, Suleiman bỏ ngỏ khả năng ra sân. Đội hình dự kiến của Việt Nam: Tấn Trường, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Thanh, Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Toàn và Tiến Linh.